Với mong muốn chấm dứt tình trạng người dân phải hối hả, ròng rã xếp hàng chờ vì cháy vé như mọi năm, ngành đường sắt có kế hoạch phục vụ khoảng hơn 30.000 vé cho hành khách đi lại trong thời gian trước, trong và sau Tết. Theo đó, mỗi ngày ga Sài Gòn sẽ cấp 1.500 số thứ tự đặt mua vé. Các quầy vé tại ga Sài Gòn chỉ bán vé Tết cho hành khách có số thứ tự được cấp qua tổng đài, vé tập thể đã đăng ký trước đó và nhận thanh toán đối với khách hàng có mã đặt chỗ. Với mỗi số thứ tự, hành khách có thể mua tối đa 4 vé. Tuy nhiên, đối với một số trường hợp gia đình hơn 4 người, quầy vé cũng sẽ linh động nhất có thể để phục vụ người dân. Về giá so với cùng kỳ năm trước, vé tàu Tết năm nay bình quân tăng 10% đối với các chuyến tàu hướng Sài Gòn đi Hà Nội. Với chiều ngược lại, giá vé giảm đến 20% so với mọi năm. Đặc biệt năm nay, ngành đường sắt chủ trương giảm 30% giá vé đối với sinh viên. Ngoài ra, để tránh tình trạng đầu cơ vé, ga Sài Gòn khuyến cáo hành khách khi đến ga mua vé cần mang điện thoại có tin nhắn và giấy tờ tùy thân phù hợp của khách đi tàu.